Đói rồi phải không? Anh lấy đồ cho em ăn. Đây là danh thiếp của tôi. Chúng tôi là đây là của tôi. Chào chị, đây là danh thiếp của tôi. Anh ấy là giám đốc kinh doanh của chúng tôi. Công ty trưởng của chúng tôi chuyên quan tâm tới vấn đề sức khỏe của người lớn tuổi. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là Hoàng Tự Lập. Dạ đúng, đúng danh thiếp của tôi. Cảm ơn. Trời ơi, có chuột kìa. Trời ơi, sao lại có chuột vậy? Trời ơi, sợ quá. Sẽ cứu thương đi. Sao lại có chuột chứ? Cứu đi. Có chuột, đằng đó có chuột đó. Chị ơi, đáng sợ lắm. Có sao không vậy? Trời ơi, chuột kìa. Ghê quá. Có sao không vậy? Rồi nó bỏ đâu rồi? Sao anh gọi thằng bé tới đây vậy? Nó lạ vậy? Con trai của Trung Thanh. Hả? Tôi kêu nó tới làm gì? Tôi chỉ nói là tôi chờ cậu ở trung tâm Thịt Dương Hồng mà. Trả cho con. Nó là của con sao? Bạn nhỏ à, con nhớ nha. Chuột hamster này chỉ có thể nuôi ở trong lòng thôi, không được thả ra ngoài đâu. Con có biết chứ? Con biết rồi. Bây giờ ngoan ngoãn đưa nó về nhà đi. Hoàng Tự Lập. Tại sao anh lại ở đây? Phó tổng, anh đừng giận mà. Anh nói chuyện nghe nhẹ nhàng quá hả? Tao nghĩ à, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh làm việc là làm tôi rất yên tâm và anh rất cẩn thận. Không ngờ hôm nay lại gây ra chuyện rắc rối tới như vậy. Phó tổng à, hôm nay đừng trách giám đốc Tàu, cũng tại tôi, đều là trách nhiệm của tôi hết. Trách nhiệm của anh? Anh gánh nổi trách nhiệm này sao? Nếu như những người già có mặt ngày hôm nay, vài người bị bệnh tim tái phát, thì lấy cái gì chịu trách nhiệm đi? Tịch Dương Hồng có rất nhiều hội viên ở đó hả? Nếu như xảy ra sự cố ở đây, thì thiết bị của chúng ta làm sao tiêu thụ được chứ? Phải, hôm nay thật là nguy hiểm. Tôi thấy là anh không cần làm nữa, hôm nay nghỉ việc luôn đi. Phó tổng à, anh bớt nóng giận đi, đừng quá tức giận như vậy mà. Hay là anh nghe tôi nói vài câu được không? Được rồi, cảnh sát Phương, cô nói đi. Tuy đây là chuyện quản lý của công ty các anh, tôi không tiện nói vào, nhưng vì hôm nay tôi cũng tới đây trực đúng lúc chứng kiến câu chuyện. Tôi nói mấy câu anh cứ coi như tôi góp ý thôi. Cảnh sát Phương, cô không cần khách sáo như vậy đâu. Chuyện ngày hôm nay làm kinh động tới cảnh sát các cô, tôi cũng thấy ngại vô cùng. Thật ra theo tôi thấy thì chuyện hôm nay chỉ là sự hiểu lầm. Tuy là đứa nhỏ này liên quan tới Hoàng Tự Lập, nhưng dù sao không phải do anh ấy dẫn tới. Anh cũng thấy rồi đó, đứa trẻ này còn quá nhỏ, ai mà ngờ một mình nó có thể chạy tới đây. Anh thấy có đúng không? Cô nói nghe cũng phải lắm. Chuyện này... Hơn nữa tôi lại thấy rằng nhân viên này của anh ấy để cho đứa nhỏ ở nhà một mình rồi vội vàng nhanh chóng chạy tới đây, không phải rõ ràng chứng tỏ anh ấy đặt công việc lên vị trí hàng đầu sao? Nghe cô nói như vậy, nghĩ tình là nên tha thứ cho cậu ấy. Anh ấy hả? Tuy rằng khó thoát khỏi trách nhiệm, nhưng anh nên cho anh ấy một cơ hội. Bây giờ quan trọng nhất là anh ấy cần phải xử lý cho xong chuyện trong nhà trước đã. Nếu như lần sau lại vì chuyện trong nhà làm ảnh hưởng tới công việc, lúc đó anh đuổi việc anh ấy thì anh ấy cũng tâm phục khẩu phục. Anh nói đúng không? Được rồi, tôi tiếp nhận ý kiến của cô. Cậu nghe thấy rồi chứ? Nếu không nhờ cảnh sát Phương xin tội cho cậu, tôi thật sự không khách khí với cậu đâu. Hai cậu ra ngoài đi. Được. Nè, Tự Lập à, chuyện con của Trung Thanh rốt cuộc là thế nào vậy? Chưa nói với anh mấy ngày nay đầu của tôi sắp nổ tung rồi. Giờ rồi xin lỗi nha, gây ra phiền phức cho anh. Chuyện này không sao. Anh đó, mau chóng xử lý chuyện nhà của anh đi. Tôi đang chờ anh đó biết chưa? Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đó nha. Được, xin lỗi nha. Hoàng Tự Lập.
Vừa rồi cảm ơn cô nha, cảnh sát Phương. Không cần phải cảm ơn tôi. Vừa rồi tôi chỉ nói giúp anh là để giải quyết vấn đề thôi. Bây giờ tôi hỏi anh và đứa nhỏ đó có quan hệ gì? Đó là con của bạn tôi. Nhờ tôi trông coi giùm. Anh trông con giùm bạn sao? Đúng vậy. Rồi nhỏ của con đi mất rồi. Anh bạn nhỏ à? Con ngoài hai chú hamster này còn có rùa nhỏ nữa hay sao? Trẻ con mà đều rất thích động vật nhỏ. Đã tìm chưa? Nãy giờ tìm khắp nơi rồi, không thấy nó đâu hết. Cảnh sát Trịnh, nếu đứa nhỏ không có chuyện gì vậy chúng tôi đi trước. Cảm ơn hai người, có chuyện gì chúng ta nói chuyện sau. Đi, đi thôi. Tạm biệt nhé. Rùa nhỏ của con phải làm sao? Lát nữa chú mua cho con khác. Không, con muốn con đó thôi, đó là bạn tốt của con mà. Rùa nhỏ nào cũng giống nhau thôi mà. Chú đã nói sẽ mua con khác cho con rồi. Buông tay. Mình đi. Kêu anh buông tay ra. Anh đối với trẻ con như vậy là không được đâu. Thái độ kỳ quá. Chuyện hôm nay đều do lỗi của nó gây ra. Tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi đó. Tại chú không đưa con đi thảo cầm viên mà. Hôm nay con muốn đi thảo cầm viên chơi hả? Hôm nay cô giáo cho tụi con đi thảo cầm viên đón Tết thiếu nhi 1 tháng 6. Các bạn đều đi rồi, chỉ có con chưa đi. Hôm nay con rất muốn đi thảo cầm viên, cho nên mới tới đây tìm chú ấy, có đúng không? Ừ. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Chuyện này còn trách đứa nhỏ nữa không? Chuyện này cũng đâu thể trách tôi được. Hôm nay tôi bận làm việc, làm sao mà đưa nó đi thảo cầm viên. Vậy nếu như anh không chăm sóc được con của người ta thì sao anh lại nhận lời làm gì? Hôm nay anh nên cảm thấy rất may mắn. May mắn không lạc mất đứa nhỏ. Lạc mất đứa nhỏ anh làm sao ăn nói với cha mẹ của nó? Bạn nhỏ à, con đừng nóng vội nha. Cô rất thông cảm cho con. Chuyện này không phải là lỗi của con đâu. Nhưng mà con coi nè, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Hôm nay không đi thảo cầm viên được đâu. Cô hứa với con như vậy, ngày mai chú ấy sẽ đưa con đi được không? Được. Vậy cô có thể kêu rùa con của con về nhà không? Tụi cô nhất định sẽ cố gắng tìm giùm con ha. Bây giờ con ngoan ngoãn về nhà. Cảm ơn cô cảnh sát. Đi đi. Cảm ơn chú. Con về đi. Đi. Cảm ơn nha. Mục Mục, cuối cùng con cũng về rồi. Con làm cho dì sợ chết luôn đây nè. Chị Lý à, không sao rồi. Chị cũng đừng lo sợ nữa. Đi rửa tay mau lên. Chị Lý, sao chị... Tôi cũng định nói với cậu. Cơm tối tôi đã nấu xong rồi. Ông Chung đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Nếu như đã thấy Mục Mục rồi thì tôi cũng nên nghỉ làm. Chị nghỉ làm? Chuyện hôm nay tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Nếu không tìm thấy Mục Mục, trách nhiệm này tôi gánh không nổi đâu. Chị Lý à, tôi biết chuyện hôm nay làm chị hoảng sợ. Nhưng mà chị coi, Mục Mục bây giờ đã trở về rồi. Trời ơi, cậu đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi, tôi không muốn tiếp tục làm nữa đâu. Cậu đi tìm người khác đi. Nè nè, chị Lý. Chị Lý à. Chị Lý. Alo. Anh. Nói đi. Anh làm gì đó? Thôi đừng có nói nữa, vừa mới ngưng tay thôi. Anh qua đây. Chúng ta uống vài ly. Không được, không đi được. Sao ghê vậy? Chờ chút nha. Alo. Chuyện là gì? Chị giúp việc nhà ông Chung không làm nữa. Anh chuẩn bị về chỗ của em lấy chút quần áo với đồ dùng hàng ngày. Vậy nha, em chờ anh lát. Anh đi qua chỗ em. Được rồi, em đợi anh đó. Anh à,
Sao anh lại tới nhà Trung Thanh làm bảo mẫu vậy? Tụi em còn tưởng anh và Lương Mạn Ngọc đang yêu nhau, yêu nồng nhiệt nữa chứ. Thật sự làm khó anh rồi. Vấn đề là anh chúng ta làm không công 5 năm rồi, nhưng mà nhà cũng không được lấy. Nếu không phải vì chuyện này thì cũng không phải thô động trước mặt Lương Mạn Ngọc như vậy đâu. Em cũng không nên nói như vậy. Trung Thanh cũng đã sống 5 năm như vậy mà. Với điều kiện của cô ấy, dù dẫn theo đứa nhỏ, tìm người đàn ông khác cũng không khó khăn lắm. Cũng đúng. Nói về chị dâu trước của em cũng như là có tình nghĩa. Sao rồi? Lại quay trở về nhà của mình? Còn trọn cảm xúc không? Như về từ kiếp trước. Nè anh à, mời anh một ly. Vất vả rồi, đời khó thật đó. Em lấy rượu thật uống với tụi anh có được không vậy? Em đang giảm cân mà. Loại nước có ga này sẽ giúp em không bị mập. Uống bia mập lắm, em uống loại này tốt hơn. Nếu vậy thì chừng nào Trung Thanh mới trở về vậy anh? Cỡ khoảng 10 ngày. Cũng sắp rồi, mấy ngày nữa thôi. Đợi chị Trung Thanh về nhà, mau chóng ly hôn với Dãy đi. Phải triệt để tạm biệt với quá khứ của anh. Chúng ta cùng nâng ly. Bên này không cậy được. Đi sang cậy bên khác. Chậm thôi, đừng để người khác phát hiện. Sợ cái gì chứ, ở đây chỉ có một ông già với một đứa nhỏ, hai chúng ta không đối phó được sao? Ừ. Nhanh lên. Sao lạ quá, cũng không mở được. Sắp rồi, sắp rồi. Con đừng sợ, ông ngoại có cách rồi. Không phải con có chiếc mặt nạ sao? Con hiểu rồi. Bên này có thể cậy được. Cậu cứ chần đi, không biết có được không nữa. Nhanh lên, sao lại không mở được rồi? Sao vậy? Tấm ván gãy rồi. Nhanh lên tôi đi. Tôi nói cậu biết đây là công cụ có vấn đề. Trình độ của tôi không có vấn đề. Với trình độ của cậu còn dám nói với tôi kinh nghiệm trong nghề, có mất mặt không vậy? Cái gì mà mất mặt hay không chứ. Nè, cậu nghe thấy hình như là có tiếng gõ cửa phải không? Không phải chứ, chắc là mày bị ảo giác đó. Ê trời ơi, chạy mau đi nè. Bên này nè, chạy đi. Ông ngoại, con dọa hai tên trộm kia bỏ chạy rồi. Đúng là cháu trai ngoan của ông. Ông ngoại, ông yên tâm ngủ đi nghe. Con nhất định sẽ bảo vệ ông. Anh làm gì vậy? Em đang ngủ mà. Dậy đi, dậy đi. Thức dậy mau đi. Phiền chết được. Anh à. Anh. Anh à.
Anh nói sáng nay có việc mà. Có việc gì phải không? Anh dậy đi. Sao anh lại ngủ ở đây? Chắc hôm qua anh mệt quá, uống một hồi là ngủ gục luôn đó. Mấy giờ rồi? Trời ơi, sao không gọi anh dậy sớm? Anh rửa mặt đi, em làm bữa sáng cho anh. Thôi anh không ăn đâu. Giờ hai ông cháu đang chờ anh đó. Anh đi nghe. Lát nữa gọi điện. Anh cẩn thận đó. Tới nhà thì nhắn tin cho em nha. Ông ngoại ơi, chúng ta bắt được kẻ xấu rồi. Kẻ xấu nào chị? Bắt được kẻ xấu cái gì? Ê, con nhóc kia là con làm đó hả? Ê chà. Đêm hôm qua có kẻ xấu tới nhà, con làm như vậy để bảo vệ ông ngoại. Bà. Đêm qua có người vô nhà sao? Có người sâu. Có hai người, nhưng bị con dọa chạy mất rồi. Mục nói có thật không vậy? Cái gì là thật chứ? Trời ơi ông ạ. Đêm qua có hai kẻ xấu tới nhà mình. Ông còn nhớ không? Kẻ xấu sao? Ở đâu vậy? Kẻ xấu ở đâu? Ông ngoại lại quên nữa rồi. Ai vậy? Quan Tự Lập. Cảnh sát Phương, sao cô lại tới đây? Tôi tìm thấy con rùa của thằng bé ở Tịch Dương Hồng, mang tới đây cho nó. Cảm ơn cô, đưa cho tôi. Tôi muốn đích thân đưa cậu ấy. Anh bạn nhỏ à? Mục à. Cẩn thận dưới chân. Sàn nhà này bị sao vậy? Đêm hôm qua có kẻ xấu muốn vô nhà. Con làm như vậy để bảo vệ ông ngoại đó. Tối hôm qua có kẻ xấu tới nhà sao? Ông ngoại còn bày ra một kế, vậy con dọa cho chúng bỏ chạy đi mất. Ông ngoại bày kế gì cho con vậy? Ông ngoại kêu con đeo mặt nạ vô hù dọa bọn chúng. Anh bạn nhỏ à, con tên gì vậy? Con tên Mục Mục. Mục Mục sao? Con dũng cảm lắm đó, con nhìn coi. Cô mang gì tới cho con nè? Con rùa nhỏ của con. Rùa con trở về với con rồi, vui không? Cảm ơn cô cảnh sát. Không có gì. Nè Mục Mục à, con đưa cô đi xem thử kẻ xấu vô từ lối nào có được không? Dạ được, cô theo con. Ở trên lầu sao? Quả thật có dấu vết bị cậy. Cô ơi, con không nói dối, con nói thật đó. Mục à, con dũng cảm lắm. Nhưng mà con phải nhớ nè, lần sau nếu gặp tình hình này, con gọi 110 báo cảnh sát để chú cảnh sát đến giúp con. Con nhớ chưa? Dạ, được. Đưa rùa con của con đi chơi. Dạ, được. Quan Tự Lập, nguy hiểm quá vậy. Suýt nữa để kẻ trộm vào nhà rồi. Anh đã ở đâu? Tối qua anh đã đi đâu? Tối qua tôi tới nhà Hoàng Tự Cường. Tại tôi mệt quá cho nên ngủ quên luôn. Họ cũng không đánh thức tôi. Anh ngủ quên? Anh có từng suy nghĩ nếu đây là tên tội phạm giàu kinh nghiệm,
Nếu như hai ông cháu của họ không biết tự bảo vệ mình, chỉ biết phản kháng, thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Cô phê bình tôi cũng đúng. Tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mẹ của cậu bé đâu? Chừng nào mới về nhà? Tầm nửa tháng, có thể là còn lâu hơn nữa. Phải coi tình hình công việc. Nửa tháng? Tôi thật sự không hiểu nổi mẹ thằng bé nghĩ gì. Đi lâu tới như vậy mà dám giao phó cả gia đình cho một người không đáng tin cậy như anh. Đó chỉ là sự cố, sau này sẽ không lặp lại nữa. Anh có trách nhiệm một chút có được không? Hơn nữa trong thời gian này anh đừng tự ý rời chỗ làm. Anh nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Anh đừng có coi những lời tôi nói như gió thổi bên tai. Trong thời gian này tôi sẽ điều tra vụ án trong khu vực này, tiện thể tới xem thử luôn. Ý cô là giám sát tôi sao? Là đốc thúc. Tôi phải đảm bảo anh không ngược đãi hai người họ. Ngược đãi? Tội danh này lớn quá rồi, tôi gánh không nổi đâu. Gánh không nổi? Vậy anh phải mừng vì tôi giúp anh rửa sạch hiềm nghi. Mau cho họ ăn cơm đi, tôi về đây. Tôi tiễn cô, cảnh sát Phương. Cô Phương, cô phải về đây. Cô ơi, cô khoan về có được không? Cô phải làm việc, cho nên phải đi làm liền. Chúng ta đừng làm mất thời gian của cô, con biết không? Con sợ kẻ xấu sẽ quay trở lại. Mục Mục, nghe lời đi, không được bám lấy cô Phương như vậy, có biết chưa? Anh làm sao vậy? Đã nói là phải kiên nhẫn với trẻ nhỏ rồi mà. Tôi đã kiên nhẫn dữ lắm rồi. Mục Mục à, hôm nay cô còn có việc, khi nào rảnh tới thăm con sau nha. Dạ, được. Ông cụ đâu rồi? Chắc đang uống trà, có gì không? Tôi muốn nói vài câu với ông cụ. Sức khỏe của ông cụ không được tốt. Cô đừng làm khó ông cụ nha. Tôi làm khó ông cụ sao? Tôi nói chuyện với ông thôi mà. Nè, ông cụ lúc thì tỉnh táo, lúc thì lẩm cẩm. Tôi thấy hay là thôi đi, cô về làm việc của mình đi, có được không? Tư Lập à? Dạ. Ba đi Dân Nam Hợp có mang trà phổ nhĩ về, lát nữa con tìm giúp ba. Dạ, để con lấy cho ba. Chẳng phải ông cụ tỉnh táo lắm sao? Bác ơi, mấy ngày nay đều có Hoàng Từ Lập ở nhà chăm sóc bác với Mục Mục hả? Nó không chăm tôi thì chăm ai chứ? Thầy Chung là thầy giáo dạy trường y của tôi, tôi chăm sóc thầy Chung là lẽ tất nhiên thôi. Từ Lập, con lấy trái cây ra mời cảnh sát Phương đi. Dạ thôi, không cần đâu, con phải đi ngay đây. Nè, mau lên. Dạ. Dạ, cảm ơn. Lúc còn học ở trường, thành tích học của anh ấy như thế nào vậy? Trong đám học sinh cùng kỳ, cậu ấy không phải người thông minh nhất, nhưng lại thích hợp làm bác sĩ nhất đó. Thật vậy sao? Ừ. Bác đánh giá anh ta cao vậy hả? Nó tâm địa chất phác, con người chính trực, thích làm nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, làm bác sĩ là hợp nhất rồi. Được rồi, được rồi. Có thể nhận ra bác rất yêu thích cậu học trò này. Nếu không à, đã không phải là con rể của tôi. Con rể? Bác nói ai là con rể của bác? Là nó đó. Nè, Tư Lập à, con ra chỗ tủ đầu giường của ba lấy cho ba cái hộp đi. Chuyện này cảnh sát Phương chỉ nói vậy thôi, ba đâu cần nghiêm túc quá. Con không đi à, ba tự đi. Đừng, để con đi được rồi. Nè, cô ăn trái cây đi. Bác nói Hoàng Tự Lập là con rể của bác sao? Cô xem. Lát nữa cô tin thôi. Nè, đưa đây. Đưa bà. Cô xem đi. Đây là hình chụp cả nhà chúng tôi. Ở trong đó còn có ảnh kết hôn.
À phải rồi, trong sổ hộ khẩu đã nói rất rõ. Cô coi, cô tự coi đi. Cô coi đó, ở trong đó có phải có ba chữ Hoàng Tử Lập hay không đây? Đừng có lượn qua lượn lại nữa, đứng yên. Chẳng phải anh nói mình đã ly hôn là đàn ông độc thân sao? Chuyện hôm nay anh giải thích sao với tôi đi. Có cần thiết phải giải thích hay không? Tôi ra sống riêng 5 năm rồi. Sống riêng 5 năm rồi, tại sao còn không làm thủ tục? Cảnh sát Phương à, cái này hình như không thuộc cô quản lý ha. Nè, ai nói sống riêng thì phải làm thủ tục ngay chứ. Có quy định đó hay sao? Cái này thì không quy định. Muốn chừng nào làm thủ tục là quyền tự do của anh. Nhưng tại sao anh phải che giấu sự thật này? Nói, anh có mục đích gì? Không có mục đích. Trong lòng tôi chỉ nghĩ là sống riêng 5 năm, tức là đã ly hôn rồi. Giả lại tôi với vợ cũ có thỏa thuận với nhau, chúng tôi cần gì phải che giấu chứ. Anh cũng giỏi bào chữa ghê đó. Đúng ra tôi còn tự kiểm điểm mình, cảm thấy trước kia quá nghiêm khắc với anh là không đúng. Giờ tôi mới thấy mình đánh giá thấp anh rồi. Cảnh sát Phương à, có thể bản thân cô cũng không phát hiện ra, cô đã mắc bệnh nghề nghiệp rồi đó. Cô nhìn ai cũng thấy vấn đề. Anh có vấn đề thì có, nhưng tôi mong tốt nhất anh đừng có vấn đề. Tôi sẽ luôn dán mắt vào anh. Hôm nay anh rảnh phải không? Đừng có quên đưa một mục đi Thảo Cầm Viên đó, bù lại vụ Tết Thiếu Nhi, xoa dịu mối quan hệ với hai người. À, tôi sẽ đưa nó đi, còn gì nữa không? Tạm thời thì không. Nhiều chuyện quá trời. Bác Tài à, đi nhanh một chút đi, chúng tôi sắp trễ giờ làm rồi. Đau chân quá. Ngày mai em đừng đi giày cao gót như vậy có được không vậy? Ngày nào cũng đứng mệt lắm đó. Thứ em nên đổi không phải là giày, thứ em nên đổi là công việc. Đổi công việc cái gì chứ, đổi đi đâu? Bạn em vừa giới thiệu cho em công việc tiếp tân ở một công ty lớn lắm, lương cao hơn bên này nhiều. Vậy sao? Vậy em đưa anh đi chung luôn đi. Anh có thể làm được cái gì chứ, anh là đầu bếp mà. Đầu bếp thì sao? Đầu bếp thì làm sao hả? Có ai không cần ăn cơm không? Bớt nhây đi, mau trả lời em biết, anh có đồng ý cho em đi không? Đi 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 đi, ai mà dám cản em chứ. Thiệt hả? Anh mà cản em thì em lại không vui nữa. Coi cái kiểu anh trả lời kìa, nghe là biết không đồng ý cho em đi rồi. Mất hứng. Hai chúng ta ngày ngày cùng đi làm cùng về nhà, bộ không tốt hay sao? Bao nhiêu đôi tình nhân ngưỡng mộ chúng ta. Đi gì mà đi, không được đi. Bác Tài à, nhanh lên đi, tôi xin anh đó. Không thèm nói chuyện với anh. Em không nói thì để anh nói. Alo. Alo. Ủa, sao vậy? Nghe có vẻ không được vui vẻ lắm. Đợi một chút. Alo, có gì không? Em với Lộ Lộ đang ăn lẩu ở chỗ cũ, anh qua đây không? Không đi đâu, mệt lắm. Em hiểu mà, hai ông cháu nhà đó đâu dễ ứng phó. Giờ lại thêm bà Phương Ngôn, chắc là anh đang chết chìm trong khói lửa. Chứ còn cái gì nữa? Cô ấy tìm em rồi, tìm em để hỏi tình hình. Sao em còn gọi anh đi ăn lẩu, định chụp tức anh hay gì? Em muốn là quan tâm anh thôi mà. Cô ấy hỏi em cái gì rồi? Hỏi em tình hình hôn nhân thực tế của anh đó. Em nói rồi hả? Sao mà nói được chứ, không được anh cho phép, em nào dám khai thật với cô ấy. Em nói với cô ấy, theo như em biết thì ly hôn rồi.
Chuyện này liên quan gì tới cô ấy chứ? Theo em thấy thì hay là anh khai hết với Phương Ngôn đi cho xong. Em thấy cô ấy quá quan tâm anh đó. Anh nói em biết nghe Từ Cường, chuyện của anh không nói với cô ấy được, em cũng đừng bao giờ nói với cổ. Em hoàn toàn có thể mặc kệ cổ. Nghe nói chưa? Được. Anh đừng căng thẳng, được chưa? Anh kêu đừng nói thì em sẽ không nói. Được rồi, hai đứa ăn xong thì mau về đi, anh không nói nữa. Bye bye. Có thể mở cửa sổ trên lầu ra cho thoáng khí nha. Còn nữa, đồ đặt trong bếp chị tự làm quen đi. Được. Đợi ông cụ ăn xong rồi chị đưa ông ấy đi dạo một vòng, trưa về cho ông ấy nghỉ ngơi rồi chị có thể đi nấu cơm. Được. Mục mục, sắp trễ giờ rồi, nhanh lên. Tụi con đi nghe ba. Lại để ba một mình ở nhà sao? Con phải đi làm mà. Hôm nay thứ hai, có ca phẫu thuật hả? Có ca phẫu thuật lớn. Vậy đi mau dạ, đi. Dạ. Chú mau lên, chúng ta sắp trễ rồi. Biết rồi. Phải, có gì chị không nắm rõ thì tôi có viết giấy dán tủ lạnh đó. Ông cụ nhờ chị giúp giùm nghe. Mau. Chào buổi sáng, Mục Mục tới rồi hả? Sắp vào học rồi, chúng ta mau nghe vào. Nghe lời thôi. Nghe con. Xin lỗi tôi tới trễ. Đợi anh cả nửa ngày rồi. Một đống việc luôn. Xong hết rồi chứ? Cũng tương đối. Nè, liên quan tới chuyện giới thiệu sản phẩm lần này, tất cả từ đầu đến cuối tôi đã làm thành một bản kế hoạch rồi. Anh xem qua đi. Alo anh. Nè, em có thể tới nhà trẻ đón Mục Mục giùm anh được không? Không được đâu. Lúc này nhà hàng của em đang bận lắm. Thôi được rồi, em không đi được. Anh nghĩ cách khác đi. Đây là khu vườn nhà, con biết không? Nè, con cần một cái này nữa. Mục ơi, chú tới đón con về kìa. Dạ xin lỗi cô Du, tôi tới muộn quá. Không sao đâu, nhưng mong anh sau này đừng tới trễ như vậy nữa. Không chỉ chúng tôi cũng phải tan ca, mà quan trọng hơn là sẽ khiến bé nhỏ có cảm giác mình không được coi trọng đó. Phải, cô nói rất đúng, sẽ không có lần sau đâu. Được rồi, mau về đi. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô Du nha. Sao cảnh sát Phương lại ở đây vậy? Là con gọi điện cho cô ấy đó. Thiệt là ngại quá cảnh sát Phương. Lần này lại làm phiền cô rồi. Có phụ huynh nào tới đón con trễ giống như anh không? Anh tự nhìn đi, cả trường chỉ còn một mình Mục Mục mà thôi. Chuyện này là tôi không đúng. Tại vì dạo này tôi bận việc quá, cũng không thu xếp được thời gian. Tôi đảm bảo không có lần sau đâu. Anh đảm bảo với tôi thì được gì? Quan trọng là Mục Mục. Bây giờ cậu bé không tin anh, anh không cho cậu bé được cảm giác an toàn. Anh tự suy nghĩ đi. Cậu bé thà gọi một người ngoài tới đón cũng không muốn gọi anh tới. Trong lòng cậu bé chán anh tới mức này rồi. Nó chán tôi liên quan gì cô? Anh nói gì vậy? Tôi nói là quan hệ của tôi và Mục Mục vẫn còn chưa thân thiết. Đặc biệt là nó vẫn còn lạ với tôi. Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý được thôi. Đúng không, Mục Mục? Không thể nào. Thằng bé này nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Mục Mục bà, con không được nói chuyện với ba như vậy đâu. Chú ấy không phải ba con. Chú ấy là người xấu. Con gọi chú là người xấu là thiếu tôn trọng người lớn đó. Nói chung chú ấy không phải ba con. Đó, anh tự coi đi. Giữa anh với thằng bé có quá nhiều hiểu lầm. Cảnh sát Phương, cô yên tâm. Những chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Thực ra vấn đề giữa hai người thật sự không khó giải quyết đâu. Chỉ cần lòng kiên nhẫn, sự tôn trọng và lòng chân thành. Hãy về đi để tôi giúp anh nha. Hả? Cảnh sát Phương nói đúng lắm. Nhưng mà cô bận như vậy còn thời gian lãng phí cho chúng tôi sao? Đâu có lãng phí đâu. Dù gì vụ trộm ở khu nhà các anh vẫn chưa phá được.
tiện đường thôi mà. Đi con. Chuẩn bị ăn cơm nè. Mục Mục, ăn cơm thôi. Con rửa tay chưa? Con đừng có cầm cái này hoài nữa. Đi thôi, ăn cơm. Ừ. Cảm ơn. Để nó lên đây nè, rồi lắp thêm cái lan can vào cho an toàn ha. Cái này ngược rồi, cô không biết giá. Dán xong chưa con? Dạ chưa. Đừng chơi nữa, nhắm mắt lại ngủ. Cái chú đó hung dữ quá trời à. Em có biết chừng nào thì mẹ mới trở về không? Anh nhớ mẹ quá. Mục Mục ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay phải biểu dương anh một câu, biểu hiện rất tốt. Coi như anh lấy công chuộc tội, mong anh tiếp tục duy trì. Tôi sẽ cố gắng. Hôm nay cô cũng vất vả rồi. Đây là công việc của tôi mà. Thôi muộn rồi, tôi về trước đi. Cảnh sát Phương đi thông thả. Ừ. Mau lên, mau lên. À, xin lỗi nha. Con phải nghe lời cô giáo nghe. Trời ơi, con biết rồi, con biết rồi. Chiều chú tới đón con ha. Đi, mau lên. Con chào cô giáo. Chào cô giáo. Giỏi lắm, giỏi lắm. Mau vào trong đi. Chào cô giáo. Chào cô giáo. Mau lên, mau. Đi, đi mau. Chào cô giáo. Tạm biệt con. Đi học ngoan nha con. Tạm biệt con. Chào cô. Mau vào đi. Nè, múc ra đi. Xong đó bạn. Xong, tới giờ rồi. Trụ tử, múc ra, nhanh lên. Tử Cương. Hả? Có mấy người khách của tổng giám đốc Từ. Chúng ta lên món nhanh chút đi, mau lên. À, được, 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 được. Chúng ta cứ làm theo tiêu chuẩn 1500 này được, được không? Được, được. Cái này nha. À, cái này. Cái này. Ừ, ừ. Cái này nữa. Được. Cái này nữa. Quần mắt thâm đen, phẫu thuật suốt đêm xong. Dạ. Nè, ăn miếng chân giò tẩm bổ đi. Hả? Nè. Dạ, à, để con thử nè. À, ăn miếng để này cô lấy đi. Giùm cho. À, nè Hoàng Tự Lập, Mục Mục gấp đồ ăn cho anh, anh cứ ăn thôi, không thể hiện gì sao? À, nè ăn thêm chút thịt đi con. Cô ăn của cô đi, tôi trông nó cho. Nè con mau ăn đi, chú Hoàng gấp cho con đó. Chú ấy tốt với con không? À, sau này anh có thời gian thì năng về nhà một chút ăn cơm với mọi người. Làm như vậy có lợi cho mối quan hệ của anh với Mục Mục. Cô Phương, cô cũng tới nữa nha. À, được thôi, cô Phương rảnh rỗi sẽ tới chơi với con ha. Dạ. Yeah.
Nè 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 nè, uống canh đi nè. Để em bóc vỏ cho. Dạ, nóng đôi nhà. Nè. À, mẹ để đó đi. Con cảm ơn mẹ. Ngon lắm. Nè nè nè, ăn thử một miếng đi anh. Là cua gạch đó. Ê, trời ơi, cô thấy dạo này con ốm quá. Hôm nay con rảnh về đây, chúng ta ăn ở nhà nha, có được không? Phải đó. Đừng vất vả quá. Thành tích tháng này của chúng ta về tổng thể vẫn không tệ. Như vậy nói lên sản phẩm của chúng ta rất là vững vàng. Bệnh viện và người dân mua hàng của chúng ta đương nhiên đều nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Nhưng mà có một số nhân viên kinh doanh cá biệt, năng lực và thái độ làm việc còn chưa đạt tiêu chuẩn, thành tích ngày càng kém. Ở đây tôi nói nặng lời một chút, tập thể chúng ta là nơi tạo ra lợi nhuận, nơi thể hiện giá trị bản thân. Đối với những người suốt ngày chỉ sống tạm bợ, tôi khuyên các người nên sớm rời đi. Quan Tử Lập, Quan Tử Lập, mọi người coi, tôi nói là kiểu người này, mọi người coi cậu ta còn cứu được không hả? Lần trước vụ án nhà chung chính đạo bị trộm có tiến triển gì không? Có tiến triển. Theo như dấu vết để lại ở hiện trường, so với các vụ án trộm cắp khác đều có điểm tương đồng. Khoanh vùng kẻ tình nghi chưa? Có hai người, nhưng không biết có liên quan gì với vụ ở trung tâm thương mại không. Ở tầng hầm trung tâm thương mại đã báo cảnh sát mấy lần rồi? Đã ba lần rồi. Có hai vụ cướp không thành công, một vụ cướp thành công sau đó trốn được. Camera thì sao, kiểm tra chưa? Đã xem cả rồi, cả hai kẻ tình nghi đều bịt kín mặt. Đi, vào trong coi thử. Dạ. Nè, Tử Lập à. Nè. Anh cứ tiếp tục như vậy không có được đâu. Tôi cũng rất khó xử đó. Tôi biết, tôi biết. Chuyện này cũng tại tôi, còn liên lụy tới anh nữa. Không nói lời khách sáo, chúng ta là anh em tốt. Phía phó tổng tôi cũng giải thích qua rồi, nói gia đình anh dạo gần đây xảy ra chút chuyện. Cảm ơn nha. Được, từ từ nha. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Em bị cướp rồi. Hả? Em đang ở đâu? Ở bệnh viện khoa y. Không sao chứ, anh sẽ qua đó ngay. Alo, anh. Tử Cường à, tình huống khẩn cấp. Vừa rồi Mạng Ngọc gọi điện thoại cho anh, nói là cô ấy bị cướp. Hả? Bị cướp sao? Anh phải mau chóng qua đó coi có chuyện gì. Nè, em có thể tới trường mẫu giáo đón một mục giùm anh không? Em không được đâu, bây giờ em đang ăn cơm. Ăn cơm xong thì phải vào bếp ngay. Hôm nay có tiệc sinh nhật, em không đi được đâu. Vậy còn Lộ Lộ, Lộ Lộ có đi đón được không? Lộ Lộ hôm nay tăng ca, cô ấy cũng không đi được. Vậy phải làm sao đi? Trong nhà có người giúp việc phải không? À, cô ấy cùng ông Chung đi tập luyện phục hồi chức năng. À thôi thôi được rồi, em không đi được, anh nghĩ cách khác ha. Nè anh à, anh gọi Phương Ngôn đi, nhờ Phương Ngôn đi đón giùm. Không phải cô ấy giám sát anh sao? Anh kiếm việc cho cô ấy làm đi. Để cô ấy đi đón đi. Phương Ngôn? Đúng vậy. Anh tìm Phương Ngôn và nói với Phương Ngôn đi. Em không nói với anh nữa. Em đi ăn cơm trước đi. Ờ vậy đi. Có chuyện gì? Cảnh sát Phương, có thể phiền cô chuyện này không? Anh nói đi. Đơn vị tôi có chút chuyện gấp. Không đi được. Cô có thể đi đón một giùm tôi không? Bây giờ tôi cũng đang bận lắm, không đi được. Vậy thôi bỏ đi, cảm ơn cô. Nè, vậy còn một anh tính làm sao? Tôi chỉ còn cách gọi điện cho bên trường mẫu giáo để thằng bé đợi thêm một lát. Anh làm vậy không đáng tin lắm đâu. Tôi vừa nói với anh, đừng để một mình một ở trường mẫu giáo rồi. Như vậy sẽ tạo cho thằng bé cảm xúc tiêu cực. Lời tôi nói xong anh quên rồi sao? Tôi còn cách nào khác sao? Tôi đi vậy. Nhưng lần sau anh không được làm như vậy nữa đó. Được, không có lần sau nha. Vậy cảm ơn cô ha. Cảm ơn. Sao hạng mục này cao quá vậy hả? Lưu Mạn Ngọc, tôi thấy vết thương ở chân của cô cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi còn có chút chuyện, tôi phải đi trước đây. Ê, cô đừng có đi như vậy chứ đại ân nhân.
Cho dù thế nào chúng tôi cũng phải mời cô ăn một bữa chứ. Phải đó, dù bận cỡ nào thì cũng có thời gian ăn cơm mà. Cô đã cứu con gái tôi phải cảm ơn cô. Thật sự là không cần đâu. Nếu như hai người thật lòng muốn cảm ơn tôi thì nên bảo vệ bản thân thật tốt. Tôi đi nha. À được. Vậy cô đi thông thả nha. Từ từ đi thông thả nha. Viết chữ nữ anh hùng đại ái vô cương vậy là được. Ừ, bằng khen phải làm thật là đẹp, sang trọng. À, nhanh lên nha. Được rồi, được rồi. Lát nữa tôi sẽ cho người qua lấy. Cảm ơn anh nha. Ừ, được rồi, làm xong rồi mẹ. Ai trời, tự lập con đến rồi sao? Em tưởng em không được nhìn thấy anh nữa chứ. Sao vậy? Sao có vẻ nghiêm trọng quá con vậy? Con đừng quá lo lắng, chỉ là chân bị thương thôi, chỗ khác không có sao. Ở đây với nó nha, cô đi lấy thuốc. Chân của em sao rồi? Em giành giật với tên cướp, bị dao cắt một đường. Giành giật với tên cướp à? Ừ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm nay em tới tiệm đá quý, tính chọn một ít nữ trang, đợi lúc hai chúng ta kết hôn thì đeo. Vậy là khi em đi đến tầng hầm, hai người xông ra muốn giật túi của em. Cũng may là em gặp được cảnh sát Phương đang trực ban, cô ấy đã cứu em. Ồ, sao trùng hợp dữ vậy? Đúng rồi đó. Cũng may là gặp cảnh sát Phương, nếu không lần này chắc là em. Xui thiệt đó. Anh nói xem chuyện này muốn kịch tính bao nhiêu thì có bấy nhiêu à. Vừa rồi còn có người đem chuyện này đăng lên mạng nữa, rồi còn có giới truyền thông tới phỏng vấn em nữa đó. Đúng là may mắn thiệt. Ê, cô ấy vừa mới ra ngoài đó, anh không gặp cô ấy sao? Không gặp. Cô ấy là ân nhân của em đó. Sau này chúng ta phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Làm cảnh sát nhân dân đúng là không dễ dàng chút nào. Đều là người tốt, đúng là nên cảm ơn người ta. À phải rồi, em có làm một lá cờ tuyên dương, lát anh đi lấy về rồi đưa qua cho người ta nha. Không cần gấp tới như vậy đâu. Tất nhiên là phải gấp rồi. Cô ấy là người cứu em mà, em phải thể hiện một chút gì đó chứ. Nhưng mà chân của em còn đang bị thương mà. Anh đại diện cho em đi là được. Anh là chồng sắp cưới của em mà, anh đương nhiên hoàn toàn có quyền thay mặt cho em. Nhớ đó, anh nhất định phải trao tận tay cô ấy nha. Được rồi. Em không sao chứ? Đau. Ây da, đừng có đụng vô, đau quá. Anh đây là... Đó, chúng ta đã quen nhau 5 năm rồi. 5 năm nay em luôn ở bên anh. Anh biết mình không phải rất tài giỏi, nhưng mà anh thật lòng yêu em. Chiếc nhẫn nhỏ này, cuộc đời mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một lần thôi. Đã đeo nó lên rồi thì không được tháo ra, không được mất, không được đổi. Vì nó đại diện cho lời hứa của anh với em. Anh sẽ dùng đời này kiếp này chỉ để yêu mình em thôi. Đó, em đồng ý làm vợ của anh nha. Em đồng ý. Sao lại bị cảm rồi? Alo, chào cô. Alo, chào cô. Tôi muốn mua thuốc cảm. Xin hỏi là cho người lớn hay trẻ con uống vậy? Là cho trẻ con uống. Bé nhà cô mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Cô dùng Habacol đi. Lượng dùng cho trẻ 5 tuổi là mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1,5 gói.
Habacon loại gói 250mg chia thuốc rất thuận tiện. Được, cảm ơn cô, mua loại đó nha. À, với lại bây giờ tôi không tiện ra ngoài, cô có thể giao tận nhà không? Ờ, được chứ. Địa chỉ là số 10 đường Bắc Bảo. Được rồi, tôi sẽ giao liền cho cô. Cảm ơn. Bé con 5 tuổi cắt ngang một túi. Cắt chéo miệng túi. À, sao con lại xuống đây? Cô ơi, cô đang làm gì vậy? Cô đang pha thuốc cảm cho con nè. Ủa, cô Phương, sao cô cũng biết thuốc cảm vị dâu tây này vậy? Được rồi, lên lầu nằm đi, cô cho con uống thuốc nha. Ừ. Về rồi sao? Ờ, thành thật xin lỗi, công ty có chút chuyện, hai ông cháu ngủ rồi à? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? May mà hôm nay tôi đồng ý đi đón bụng một giùm anh. Nếu không anh để đứa nhỏ ở trường mẫu giáo đợi tới bây giờ. Mụn mụn bị cảm rồi, tôi đã cho thằng bé uống thuốc. Anh nhớ cho bé uống thuốc đúng giờ đó. Được được được, tôi đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Thành thật cảm ơn cô đã giúp tôi nhiều như vậy. Không cần cảm ơn tôi, tốt với đứa nhỏ là được rồi. Anh đã về rồi thì tôi đi đây. Cảm ơn. Ngủ đi. Ê, hôm nay tới sớm dữ vậy. Chào buổi sáng. Cô đó, cả ngày đi đâu không thấy bóng dáng đâu hết vậy? Có tiến triển gì mới hả? Xin lỗi nha, đồng chí Tiểu Đoá, để cô thất vọng rồi. Ngoài công việc không có gì khác. Đúng là nhàm chán thiệt. Cô làm gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã nói này nói nọ rồi. Chỗ tôi có chuyện lớn lắm luôn đó. Thiệp mời hả? Ừ. Cưới sao? Cưới luôn. Cô thật sự quyết định lấy anh ấy? Quyết định rồi. Tôi còn biết nói gì nữa. Chúc mừng nha. Tôi nói cho cô biết, ngày tôi kết hôn, cô có bận cỡ nào cũng phải tới tham dự, nghe rõ không? Nếu không, không nhìn mặt cô luôn. Yên tâm đi, tôi nhất định tới. Vậy còn tạm được. À phải rồi, lát nữa tan ca cô có đi đâu không? Hôm nay hả? Cô muốn tôi đi đâu? Tôi muốn rủ cô đi thử áo cưới đó. Được, tôi đi với cô. Được rồi, vậy tan ca tôi qua tìm cô hen. Tạm biệt, đi làm đi. Mau đi làm việc đi. Còn mẫu áo nào mới nữa không? Dạ có, bây giờ chúng tôi còn chưa lấy ra. Nếu như cô cần, lúc đó báo với chúng tôi trước một tiếng, chúng tôi sẽ lấy ra cho cô mặc thử. Vậy đi. Hay là cô chuẩn bị cho tôi thêm vài bộ nữa có được không? Được 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 ạ. Ờ được, cảm ơn nha. Dạ được. Ủa, cảnh sát Phương. Ừ. Trùng hợp vậy, sao cô lại ở đây? Ờ, tôi đi cùng bạn tôi tới đây thử áo cưới. Tại sao cô lại ở đây vậy? À, tôi cũng đến thử váy cưới. Tôi sắp kết hôn rồi. Thật sao? Cô sắp kết hôn rồi hả? Vậy chúc mừng cô trước nha. Ai mà may mắn cưới được cô vậy? Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập? Đúng vậy. À, lần trước tôi có nhờ anh ấy đưa cờ tuyên dương cho cô đó, cô quên rồi sao?
Ủa, cảnh sát Phương. Đi làm hả? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hoàng Tự Lập, có người tố cáo với chúng tôi anh bị tình nghi vi phạm luật hôn nhân. Vi phạm? Vi phạm gì? Mời anh đi với chúng tôi hỗ trợ điều tra. Đi thôi. Lên xe đi. Không hiểu chuyện gì nữa. Hoàng Tự Lập, anh khai rõ vấn đề của anh đi. Khai rõ? Tôi có gì để khai rõ chứ? Cảnh sát Phương, tôi không hiểu cô đưa tôi tới đây để làm gì. Vậy được, tôi sẽ nói anh biết mời anh tới đây làm gì. Chúng tôi nhận được thư tố cáo của Đinh Bảo Trân. Anh giấu giếm hôn nhân, lại hẹn hò với con gái của Đinh Bảo Trân. Chuyện này có phải thật không? Trong tình huống anh còn chưa ly hôn lại đi kết hôn với một người khác, lại vi phạm chế độ một vợ một chồng. Chuyện này anh không biết sao? Cảnh sát Phương, tôi không biết là mẹ của Mạng Ngọc đã nói cái gì với cô, nhưng mà chuyện này không phải là như cô nghĩ. Cảnh sát Phương, em trai của Hoàng Tự Lập tới rồi, anh ấy có chuyện muốn báo với cô đó. Cảnh sát Phương, chuyện đó tôi nghĩ là cô nghĩ quan cho anh tôi rồi. Chuyện của anh tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như cô tin tôi thì tôi sẽ nói cho cô hết tất cả mọi chuyện. Em nói cái gì vậy? Được rồi anh. Tiểu Trịnh à, đưa họ tới phòng làm việc của tôi. Rõ. Đừng có ăn nói lung tung nghe chưa. Anh căng thẳng cái gì chứ? Tôi căng thẳng gì đâu. Đợi đó đi. Cảnh sát Phương à, hôm nay cô thật sự nghĩ quan cho anh tôi rồi. Sao anh tôi lại vi phạm hôn nhân được chứ? Chắc chắn là Lưu Mạn Ngọc đó, cô ta tức quá ăn nói lung tung với cô thôi, có đúng không? Tôi biết anh tôi giấu cô ta chuyện của Trung Thanh, cho nên cô ta thấy tức giận mà thôi. Nhưng anh của tôi thật sự không phải cố ý đâu. Anh ấy với chị dâu trước Trung Thanh của tôi đã chia tay nhau 5 năm rồi. Anh nói vậy là sao? Ngồi xuống từ từ nói. Tôi biết anh tôi bây giờ trong mắt mọi người coi như là kẻ tình nghi phạm tội, có đúng không? Trong mắt của người em trai này, anh tôi tuyệt đối là một người đàn ông xuất chúng, là một người đường hoàng chân chính. Tuổi trẻ tài cao nữa. Đúng, tuổi trẻ tài cao. 5 năm trước, lúc anh tôi còn làm ở trong bệnh viện, đúng thật là một nhân tài. Sự nghiệp, hôn nhân, tất cả đều được thuận lợi như ý. Anh ấy còn là người được bệnh viện chấm đi học nâng cao. Chị dâu trước của tôi còn tuyệt hơn. Chị ấy là nhân vật cấp nữ thần được cả bệnh viện công nhận. Hai người này ở bên nhau, đi trong bệnh viện đúng thật là khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Siêu xứng đôi. Nói vấn đề chính đi. Nhưng mà sau cuộc hôn nhân hầu như hoàn hảo này, cũng có những tì vết không thể nào cho người khác biết. Mọi chuyện là như vậy đó. Tuy rằng chị dâu trước của tôi nhiều lần năn nỉ anh tôi, nhưng anh tôi có khí phách, nhất quyết dọn ra khỏi căn nhà biệt thự của chị dâu tôi. Nhưng khí phách thì khí phách, dưới sự đả kích của sự nghiệp và tình cảm, anh ấy hoàn toàn suy sụp, bị bệnh liên miên, nằm trên giường suốt 2 tháng, người không ra người, ma không ra ma. Một người khỏe mạnh ốm đi mất 10 kg, tóc thì cứ rụng từng chùm một. Cô thử nghĩ coi, cảnh sát Phương, anh ấy chịu ở mức lớn như vậy có thể cam tâm không chứ? Anh ấy nói với tôi, em trai, bắt anh chịu tội gì cũng được, bảo anh không được lên bàn mổ anh không chịu được. Anh nhất định phải minh oan cho mình, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho mình, anh nhất định phải trở lại bàn phẫu thuật yêu quý của anh mới được. Nếu không thì anh vẫn sống, nhưng sống không bằng chết. Cho nên 2 năm tiếp theo anh ấy không làm gì hết, chỉ lo đòi lại công bằng cho mình thôi, cứ lo minh oan cho bản thân mình thôi, nhưng mãi mãi không làm được. Trong lòng dần dần nguội lạnh đi. Sau đó anh ấy bắt đầu nghiện rượu, vào trung tâm cai nghiện 2 lần rồi. Cũng nhờ tôi luôn động viên anh ấy mới từ từ vượt qua được đó. Con người anh tôi sĩ diện lắm, lại không dám về quê. Anh ấy nói với tôi, anh ấy bị vấp ngã ở đâu thì nhất định phải đứng lên ở đó,
Vì vậy anh ấy mới tìm tới công ty y dược này để làm việc. Cảnh sát Phương à, mấy năm nay anh tôi khổ thật đó. Anh ấy đã vất vả lắm rồi. Lời anh nói là thật sao? Cảnh sát Phương, tôi là đầu bếp, tôi đâu phải nhà biên kịch đâu. Làm sao tôi có thể bịa ra được câu chuyện này chứ? Cô cứ tin tôi đi, tôi có thể thề với trời mà. Cảnh sát Phương à, lời Tự Cường nói đều là sự thật hết đó. Không giấu gì cô, mấy năm trước anh ấy còn bữa đói bữa no nữa kìa. Bên cạnh anh ấy không có được một người quan tâm chăm sóc, thật sự là rất là khổ. Cho nên chúng tôi mới tự ý tìm lên trang web xem mắt, tìm đối tượng cho anh ấy, và đã gặp được Lưu Mạn Ngọc. Anh tôi lúc đầu nhất quyết không chịu làm quen. Dù sao anh ấy đã chịu tổn thương quá lớn về mặt tình cảm, không có tâm trạng. Thực sự cũng là vì nể mặt hai chúng tôi. Không ngờ Lưu Mạn Ngọc bị tiếng sét ái tình với anh ấy, ra sức theo đuổi anh ấy. Cho nên anh tôi mới... Phải, Lộ Lộ nói không sai. Con người anh tôi mềm lòng, tốt bụng, lại rất có trách nhiệm. Anh ấy xác định mối quan hệ với Mạn Ngọc rồi thì không cần căn nhà góp vốn của mình nữa. Vì muốn chịu trách nhiệm với Lưu Mạn Ngọc nên anh ấy lập tức đi tìm chị dâu tôi làm thủ tục ly hôn. Nhưng không ngờ đi tới đó bị chị dâu tôi giữ lại chăm sóc con trai giùm chị ấy. Hai người đi trước đi. Nếu chúng tôi xác thực rõ tình hình sẽ trả lời hai người. Cảnh sát Phương à, cô thật sự phải tin tôi. Anh tôi bị oan thiệt mà. Anh tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ xác thực tình hình. Lộ Lộ à, hai người ra ngoài đi. À được. Cảnh sát Phương à, làm phiền cô rồi. Tôi đi trước nha. Nếu có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi biết ngay nha. Alo, ai vậy? Xin hỏi có phải là cô Trung Thanh không? Phải, là tôi đây. Xin hỏi cô là ai vậy? Bác sĩ Trung, bệnh nhân này tình hình có một chút đặc biệt. Tôi tên là Phương Ngôn. Xin chào cảnh sát Phương. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Là như vậy. Ông xã của cô, Hoàng Tự Lập, đang phải tiếp nhận thẩm vấn ở đồn của chúng tôi. Có người tố cáo anh ta vi phạm luật hôn nhân, nhưng bản thân anh ta không chịu phối hợp để giúp chúng tôi điều tra, nên chúng tôi mới gọi điện cho cô để xác nhận. À, vậy sao? Em trai của Hoàng Tự Lập, Hoàng Tự Cường, đã giải thích với chúng tôi, nói là anh ta vô tội. Anh ta đã chia tay với cô 5 năm rồi, chỉ là vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Xin hỏi có đúng là như vậy không? Tôi hiểu rồi cảnh sát Phương à. Những lời Hoàng Tử Cường nói đều là thật. Các cô hoàn toàn có thể tin lời cậu ấy nói. Hoàng Tử Lập là một người rất là tốt, tấm lòng rất lương thiện. Còn chuyện ly hôn của chúng tôi cũng là sự thật. Tuy là chúng tôi chưa làm thủ tục ly hôn, nhưng đã chia tay được 5 năm rồi. Anh ra rồi hả? Ai kêu em nói nhiều vậy chứ? Hả? Anh à, em đừng có gọi anh nữa, cũng đừng có đi theo anh. Anh nói là đừng có gọi anh là anh đừng à. Có đi theo anh. Bộ không nghe rõ hả? Anh à, lúc nãy có phải chúng ta nói nhiều quá rồi không? Không nhiều. Không nói nhiều thì anh ấy được ra ngoài sao? Không sao đâu.
Đang suy nghĩ gì? Sao chưa về? Dạ không có gì đâu sở trưởng. Tìm quan tự lập mà nói chuyện đi. Nếu thật sự chúng ta đổ quan cho người khác thì nên dẹp bỏ lòng tự ái của mình, chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Dạ biết rồi. Vậy tôi về trước đây. Dạ sở trưởng về trước đi. Cô nhớ về sớm đó. Ừ. Cảnh sát Phương à, tôi nghe cô nói xong chuyện này, tôi mới biết được tình cảnh mấy năm nay của anh ấy lại khó khăn tới như vậy. Nói thật, tôi nghe xong trong lòng thấy buồn lắm. Tôi cảm thấy mình cần nên nói vài câu thay cho Hoàng Tự Lập. Trong lòng tôi, anh ấy là người vô cùng tốt bụng, làm việc rất tỉ mỉ, cẩn thận, lại rất có nguyên tắc nữa, nhưng lại là người rất sĩ diện. Giống như khi nãy cô nói đó, tôi hoàn toàn không hợp với anh ấy. Có lẽ là vì năm đó anh ấy rời khỏi bệnh viện, thêm hôn nhân của chúng tôi thất bại, đối với anh ấy là sự đả kích rất lớn. Về mặt nhân phẩm, tôi thấy mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Năm đó cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, anh ấy chắc chắn không có vấn đề gì. Anh ấy cũng không thể nào là người nhận hối lộ được. Con người của anh ấy bình thường rất tiết kiệm, nhưng trước giờ không hề tham tiền. Cô có biết không, tôi còn nhớ lúc anh ấy vừa mới tới bệnh viện, tiền lương mỗi tháng anh ấy thường lấy ra giúp đỡ những bệnh nhân không có tiền để khám bệnh. Sau đó bản thân anh ấy không có cơm ăn, không còn cách nào khác nên đành phải đến nhà chúng tôi ăn ké. Cô coi một người như vậy có thể nào vì kiếm tiền mà vô lương tâm mặc kệ bệnh nhân sống hay chết sao? Cảnh sát Phương à, anh ấy là học trò mà ba tôi coi trọng nhất. Ba tôi thường nói Hoàng Tự Lập không phải thông minh nhất, nhưng cậu ấy thích hợp làm bác sĩ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì thầy thuốc nhân từ. Điều này đối với một bác sĩ vô cùng quan trọng. Thầy thuốc nhân từ? Ừ. Đó là tiêu chuẩn cao nhất để ba tôi nhận định một bác sĩ. Ba tôi trước sau luôn coi trọng Hoàng Tự Lập, muốn truyền thụ hết những thứ ông học được cho anh ấy. Mong anh ấy sẽ trở thành một bác sĩ thật ưu tú và xuất sắc. Cảnh sát Phương à, tôi nói với cô nhiều như vậy là muốn cô hiểu rõ Hoàng Tự Lập rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ dù tôi đứng trên lập trường nào, dù là bạn học, đồng nghiệp hay vợ trước anh ấy, tôi cũng chỉ muốn nói một câu công bằng cho Hoàng Tự Lập. Anh ấy thật sự là một người tốt hiếm có. Chúng tôi ly hôn chưa làm thủ tục, vì tôi muốn xin một căn nhà góp vốn cho anh ấy. Nhưng không ngờ chuyện này kéo dài tới tận 5 năm. Hai hôm trước, tức là trước khi tôi ra nước ngoài, tôi gặp anh ấy và bạn gái. Tôi cảm thấy tốt lắm, tôi thật sự thấy mừng cho hai người họ. Tôi dự định đợt lần này, sau khi về nước, tôi sẽ làm thủ tục cho xong, để không gây rắc rối cho anh ấy nữa. Nhưng không ngờ gây thêm nhiều rắc rối hơn. Cảnh sát Phương à, tôi nghĩ bây giờ Hoàng Tự Lập rất cần, có lẽ là sự thấu hiểu và giúp đỡ. Việc này tôi làm phiền cô nha.
Alo, cảnh sát Phương. Quan Tự Cường, Quan Tự Lập bây giờ đang ở đâu? Không biết nữa. Chắc vẫn còn ở nhà của chị Trung Thanh đó. Ờ, tôi vừa gọi điện cho anh ta, không bắt máy. Cô tìm anh ấy làm gì vậy? Không lẽ còn muốn bắt anh ấy sao? Không phải. Tôi muốn xin lỗi anh ta. Được rồi, vậy đi. Giờ tôi gọi điện thoại cho anh ấy, hỏi anh ấy đang ở đâu, sau đó gọi báo cho cô biết. Được, tôi đợi anh ha. Được rồi. Alo. Anh à, anh làm gì đó? Có làm gì đâu. Anh giận em thật hả? Em... em biết là em sai rồi. Cho em biết anh đang ở đâu đi. Em tới đó xin lỗi anh, có được không? Thôi. Anh đừng giận nữa, có được không vậy? Em biết lỗi rồi mà anh. Anh đại nhân đại lượng, người lớn không trách tội trẻ nhỏ mà. Em biết anh bán đứng anh bao nhiêu lần rồi hay không? Anh à, anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi. Em đi tìm anh, gặp mặt để xin lỗi anh, có được không? Anh ở bờ sông, dưới cầu Long Đường. Được. Anh ở đó đi, đừng đi đâu nha, em tới liền. Rồi. Alo. Cảnh sát Phương à? Anh tôi đang ở bờ sông đó. Được, gặp nhau ở bờ sông. Được, gặp ở bờ sông, rồi. Anh à, anh làm gì vậy? Anh đừng nhảy xuống nha, em không biết bơi đâu. Em mới nhảy xuống, đồ phản bội. Sao đưa cô ta tới đây? Anh à, cảnh sát Phương tới đây xin lỗi anh đó. Chuyện hôm nay là tôi quá nông nổi. Xin lỗi thì không cần đâu ha. Anh à, cảnh sát Phương đã biết được sự ấm ức và nỗi khổ của anh rồi. Người ta chủ động tới đây hòa giải mà. Em đã nói với anh rồi, anh phải đem những chuyện đã xảy ra, nỗi khổ anh phải chịu đựng, nỗi ấm ức trong lòng của anh nói cho cô ấy biết thì cô ấy mới hiểu anh chứ. Anh đi, không cần bất kỳ ai xin lỗi hết. Anh chỉ muốn ngồi đây một lát thôi. Được, hai người đi về đi. Xem ra hôm nay tôi tới không đúng lúc rồi. Tôi tìm thời gian nói chuyện với anh sao vậy? Không cần đâu cảnh sát Phương à. Nếu như cô muốn xin lỗi tôi, vậy thì sau này cô đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa. Đây có lẽ là lời xin lỗi tốt nhất đó. Anh à, anh nói gì vậy? Cảnh sát Phương, cô ấy cũng có lòng tốt mà anh. Hoàng Tự Cường, không cần nói nữa. Hôm nay cứ như vậy đi. Cảnh sát Phương. Em cũng mau đi. Em không đi. Anh ngồi đây, em cũng ngồi đây luôn. Nè, em thương anh một lần đi có được không vậy hả? Anh của em chỉ muốn một mình ngồi đây một lát. Anh ngồi ở đây xong còn phải quay về chăm sóc hai ông cháu nữa, có được không? Lát nữa em gọi cho anh sau nha. Cảnh sát Phương, cô đừng đi, đợi tôi một lát. Cảnh sát Phương, thái độ lúc nãy của anh tôi, cô tuyệt đối đừng để bụng nha. Tôi hiểu con người của anh ấy, giờ tâm trạng của anh ấy không tốt nên không biết mình đang nói gì hết. Đợi ngày mai chắc chắn sẽ hối hận thôi. Hoàng Tự Cường, tôi có đáng sợ tới vậy không? Làm gì có chứ, không có đâu. Anh nói thật đi. Cô chỉ là Quy Nghiêm thôi. Trông chừng anh của anh đó, kêu anh ta về nhà sớm đi. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Quay lại đó đi, tôi đi đây. Chạy từ từ thôi đó. Biết rồi. Lô xe vật tư thứ ba tới chưa? 29, 30, 31. Bên này kiểm xong rồi. Được rồi. Được. Chúng ta thử thiết bị này trước đi. Thông báo. Hình như là được rồi, bắt đầu nha. Nào,
Thử nha. Được rồi, được rồi. Tổng quản, giám đốc gọi anh. Nào nào nào, theo tôi qua bên này. Tự Lập, mấy hôm nay chắc giả cho anh rồi. Cảm ơn anh, gây thêm phiền phức cho anh, thành thật xin lỗi. Em còn mấy ngày nữa, công việc ở đây sẽ kết thúc. Anh sẽ được tự do nhanh thôi. Cảm ơn anh một lần nữa. Không có gì, già trẻ mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng. Nghe bảo mẫu nói anh ngủ ghế sofa, không cần dậy đâu, có thể ngủ ở phòng ngủ hoặc phòng khách đều được mà. Không sao, anh ngủ sofa cũng được. Alo, Tự Cường. Anh à, tan ca chưa? Rồi. Em và Lộ Lộ mời anh ăn cơm. Ở đâu? Em gửi địa chỉ cho anh nha. Được, giờ qua liền nè. Alo, chị Lý hả? Tôi rất tốt, mọi người sao rồi, vẫn khỏe chứ? Ừ, sức khỏe của ba tôi, à, vậy thì tốt rồi. Dạ được, chị kêu Mục Mục nghe điện thoại đi. Bác sĩ Chuông. Hả? Cô qua đây một lát đi, có chuyện cần nói với cô. À, được, qua ngay. Được rồi. À, chị Lý à, tôi không nói chuyện với chị được, tôi gọi cho Mục Mục sau nha. Được, được. Dạ được, tạm biệt. Sao vậy? Anh à, mấy hôm nay anh sao rồi? Không sao. Không tìm Lưu Mạn Ngọc hả? Mẹ cô ấy tố cáo anh mà. Anh liên lạc với cô ấy làm gì? Ôi trời, theo em thấy bà cô đó, vì nóng giận quá cho nên mới hồ đồ thôi mà. Bà cô tức giận, Lưu Mạn Ngọc có thể tìm anh nói chuyện mà. Ngay cả lòng tin cơ bản nhất còn không có, còn gì để nói nữa. Anh sao vậy? Sao anh lại gấp máy người ta như vậy chứ? Người ta chủ động gọi điện thoại cho anh, chắc chắn là chủ động làm quà với anh đó. Sao anh lại gấp máy chứ? Không có gì để nói hết. Anh à, Lưu Mạn Ngọc cũng đã chủ động gọi xin lỗi anh rồi mà. Phải đó, anh thiệt tình. Alo. Dạ, chị dâu. Tử Cường hả? Anh còn đâu? Anh của em hả? Đang ngồi đối diện em đây. Tụi em đang ăn cơm. Dạ, chị chờ một chút nha. Alo. À, Tự Lập hả? Sao anh không nghe điện thoại của em vậy? Có phải anh vẫn còn giận em không? Có chuyện gì không? Em muốn giải thích với anh về chuyện tố cáo anh đó. Đó là hiểu lầm thôi. Em cũng không biết mẹ em lại làm chuyện đó. Sau khi biết chuyện, em liền nổi nóng với mẹ. Tại sao em không hỏi thẳng anh đi? Em... hôm đó em biết anh vẫn chưa ly hôn, trong lòng em thấy rối lắm. Em cũng không biết nên hỏi anh như thế nào nữa. Bây giờ mẹ em cũng thấy hối hận lắm rồi. Thật đó, anh đừng trách mẹ em nữa nha. Được, anh biết rồi. À, Tự Lập à, cũng tại cô nhất thời nông nổi, con đừng có giận cô nha. Hả? Dạ, không sao đâu, không sao đâu cô. Cũng tại con, con nên nói rõ chuyện này từ trước mới phải. Không đâu, là do cô không tốt. Cô nên hỏi rõ chuyện này từ trước mới đúng. À, hay là như vậy đi, ngày mai con qua bên nhà cô muốn gặp tận mặt để nói xin lỗi con. Dạ, dạ, không cần, không cần đâu cô. Hai người biết rõ chuyện này, vậy là được rồi. Nè, con thấy chưa, con vẫn chưa hết giận cô đúng không? Hay là vậy đi ha, ngày mai cô tới gặp con. Dạ, dạ thôi. Vậy ngày mai con qua bên nhà cô nha. Nè, được, 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 được. Vậy ngày mai cô đợi con ha, nha. Dạ. Nhiều chuyện. Khâm phục, khâm phục. Không ngờ địa vị của anh cao thiệt đó nha. Mẹ vợ đích thân gọi điện thoại tới xin lỗi anh còn gì nữa. Được, một like cho anh. Anh chúng ta giỏi lắm.
Chuyện là như vậy. Hôm đó Mạng Ngọc về nhà nói với cô con vẫn chưa ly hôn. Lúc đó cô rất tức giận vì tưởng là con gạt nó, cho nên mới không gặp con để tìm hiểu rõ sự tình, khiến cho con chịu ấm ức. Cô chân thành nói lời xin lỗi với con nha. Cô à, chuyện này do bản thân con không nói rõ ràng trước, khiến cho cô và Mạng Ngọc hiểu lầm. Không đâu, Mạng Ngọc cũng vậy. Ngay từ đầu khi con nghe cảnh sát Phương nói chuyện này với con nên hỏi cậu ấy cho rõ ràng. Vậy mà nó đã về nhà khóc lóc. Nó khóc tới nỗi đầu óc cô cũng mất bình tĩnh. Mẹ à, bây giờ đã rõ ràng hết rồi, mẹ đừng trách con nữa mà. Tự Lập à, chuyện này chúng ta không nhắc nữa ha. Con cũng đừng trách cô mà. À, cô à, sao mà con trách cô được chứ? Chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, con nên nhanh chóng làm thủ tục ly hôn cho xong đi. Nếu không người ta dị nghị thì cũng không tốt đâu. Bây giờ đã làm rõ rồi, mẹ đừng trách con nữa mà. Vậy Tự Lập à, chúng ta không nhắc chuyện này nữa hả? Cậu cũng đừng quán trách tôi mà. Cô à, sao con có thể trách cô được chứ? Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở chúng ta, cậu tranh thủ thời gian này làm thủ tục ly hôn đi, bằng không người khác sẽ bàn tán chúng ta đó. Khi nào Trung Thanh từ nước ngoài trở về, con sẽ sớm lo xong chuyện này. À, được, vậy thì quyết định vậy ha. Ừ. Con còn có việc, con xin phép đi trước. À, được. Để tôi tiễn cậu. Tự Lập à, cảm ơn anh đã tặng nhẫn cho em. Em rất thích nó. Nhưng mà em muốn chờ tới lúc chúng ta kết hôn, anh có thể tặng cho em một chiếc dia có được không? Bởi vì chiếc nhẫn đó một đời chỉ có thể tặng cho một người. Em muốn cho tất cả mọi người đều biết em là duy nhất của anh. Không phải tôi, là ông Chung cứ đòi chat video với cậu. Đây, ông cầm lấy. Đây. Ba, sao lại là ba vậy? Tự Lập à, con đang ở đâu vậy? Con đang bận chút việc bên ngoài. Bận việc bên ngoài sao? Không phải con làm ở bệnh viện sao? Dạ phải, làm ở bệnh viện. Khoan đã, đồng phục của con đâu rồi? Con vừa xong một ca phẫu thuật, muốn ra vườn hoa của bệnh viện đi dạo hít thở một chút, nên con không mặc. Đâu? Con cho ba coi, con đang ở chỗ nào của vườn hoa? Có gì đáng coi đâu ba. Ba gọi con có gì không? Ba không được khỏe, con mau về đi. Không khỏe sao? Không khỏe như thế nào? Con thấy ba vẫn bình thường mà. Ai nói con ba khỏe chứ, ba không khỏe chút nào. Ba là vợ tính trẻ con đúng không? Nếu chân tay ba khó chịu á, thì nói với chị Trương bóp chân bóp tay cho ba. Đợi con tan làm con sẽ về, được không? Ba cho con biết, nếu như con không về, ba sẽ gọi điện cho Lý Cương ra lệnh con về. Ba đừng có tùy tiện gọi điện thoại cho viện trưởng, làm như vậy không hay đâu. Con sắp về rồi, ha. Vậy con nhanh lên. Sao Trung Thanh vẫn chưa về nhà vậy? Ba. Sao cô lại tới đây? Ba kêu cô ấy tới đó. Tại sao con lại không gọi điện về? Tại sao khuya như vậy mới về chứ?
Nếu không gọi cảnh sát Phương đến còn ai quản được con đây? Cảnh sát Phương, cô chịu khó giáo dục nó nha, cho nó hiểu tính nghiêm trọng của sai lầm này. Bác Chung à. À, Quan Tự Lập anh ấy không phạm lỗi gì hết, con cũng không cần phải quản anh ấy. Hôm nay anh ấy về muộn là bởi vì là vì con nhờ anh ấy giúp con làm mấy việc. Thật sao? Thật mà. À, vậy lát nữa con nấu cơm đi. Tóm lại không được dứt ba ở đây. Bác đừng giận nữa nha. Đừng tưởng cô nói giúp tôi là tôi sẽ cảm ơn cô. Đó là điều không thể. Không có. Hôm nay tôi đến đây là để nói với anh một chuyện. Vụ trộm cắp ở khu nhà anh đã phá được rồi. Vậy à? Ừ. Là hai bảo vệ mới đến của khu này đục khoét tài sản. Chuyện này Mục Mục cũng đã cung cấp rất nhiều manh mối. Khi nào nó về giúp tôi gửi lời cảm ơn. Cảnh sát Phương à, bây giờ vụ án ở trong khu đã phá được rồi, vậy sau này cô không cần phải chạy tới đây nữa đâu. Phải. Anh cũng không cần phải chịu sự giám sát của tôi nữa. Cảm ơn nha. Hoàng Tự Lập, có mấy chuyện tôi vẫn cần phải nói với anh. Không cần, miễn bàn. Nếu không có việc gì thì cô về trước đi, tôi không tiễn ha. Ra liền. Hoàng Tự Lập. Hả? Sao hai viện trưởng lại tới đây? Ông Chung có nhà không vậy? Đang nghỉ trong phòng. Anh tìm ông ấy có việc à? Không. Không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa. Tìm một nơi yên tĩnh nói với cậu mấy chuyện. À, mời vào trong. Đi. Mời vào. Mẹ à, mẹ nói Trung Thanh vì muốn giúp Hoàng Tự Lập xin một căn nhà xây góp vốn mà kéo dài những 5 năm không ly hôn. Chứng tỏ cô ta với Hoàng Tự Lập tình cảm cũng sâu đậm lắm đó. Với lại con nghe Tự Lập nói giữa bọn họ cũng không có vấn đề mang tính nguyên tắc nào hết. Được rồi, đừng nghĩ quẩn nữa. Còn cứ dán mắt vào Hoàng Tự Lập. Khi nào Trung Thanh về nước thì bảo họ làm thủ tục ly hôn ngay. Cái gì? Trung Thanh nhất quyết kiên trì làm việc ở khu vực dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Kết quả đã bị nhiễm virus rồi. Không may. Từ lúc nào vậy? Hôm qua. Tôi biết rõ đối với chuyện này ai cũng không chấp nhận nổi. Nhưng cậu là trụ cột gia đình, nhất định cần phải mạnh mẽ. Hai ông cháu kia còn trông mong vào cậu. Chúng tôi không nán lại lâu nữa, hy vọng cậu có thể nén đau thương. Có khó khăn gì cứ nói với tổ chức. Bớt đau thương nha. Có khó khăn gì cứ việc đề xuất với bệnh viện. Thấy không, Giao Giao ở nhà trẻ quốc tế vui thật đó. Em nuông chiều con quá. Như vậy sau này nó lớn lên phải làm sao đi? Làm sao chứ, bây giờ vui là được rồi. Tuấn Vật. Hả? Trung Thanh có chuyện rồi. Sao chứ? Em nói Trung Thanh.
anh làm gì vậy? Không có gì, em về trước đi, anh muốn đi dạo một chút. Nè, mẹ mau qua đây đi. Chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì? Mẹ coi nè. Hả? Đây 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 đây, mẹ xem. Sao lại như vậy chứ? Tôi nói anh biết, Chung Thanh thật sự không phải cô gái bình thường, cực kỳ coi trọng sự nghiệp, cũng cực kỳ giàu lý tưởng. Không giống như kiểu con gái mà anh dùng qua trang sức hay là quà cáp thì có thể lay động được. Tóm lại tôi cảm thấy anh phải có tình cảm cao thượng mới lay động được cậu ấy. Được, chờ khi cậu ấy về nước tôi hẹn cho hai người gặp. Cứ vậy nha, tạm biệt. Bác sĩ khoa ngoại y khoa thành phố Chung Thanh trong lúc tham gia hành động cứu viện quốc tế, bất chấp an nguy cá nhân, tới khu dịch bệnh giúp đỡ bệnh nhân nhiễm bệnh tiêm vaccine. Nhưng không may là chính cô ấy cũng bị virus lây nhiễm, bất hạnh hy sinh. Chung Thanh đã vì sự nghiệp cứu trợ quốc tế hiến dâng sinh mệnh còn trẻ của mình. Cô là người con tốt của đất nước, là niềm tự hào của nhân viên viện trợ nước ngoài của nước ta. Ba của Chung Thanh, Chung Chính Đạo, là giáo sư y khoa, chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước. Mẹ cô Trần Huệ Phương cũng là bác sĩ. Chung Thanh từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, đã thi vào học viện y với điểm số cao. Sau khi tốt nghiệp còn giành được học bổng của học viện y nổi tiếng nước ngoài đi học thạc sĩ. Sau khi về nước, cô lại giành được bước tiến lớn trong hạng mục nghiên cứu. Hạng mục cô phụ trách chính đã được đăng trên danh mục trích dẫn khoa học và tạp chí khoa học tự nhiên. Sự hy sinh của Chung Thanh là tổn thất của giới y học. Chúng ta đã mất đi một bác sĩ tốt, một tấm gương tốt. Tự Lập, cậu bớt đau thương. Gia đình có nhu cầu gì cứ việc đề xuất với bệnh viện. Hả? À phải rồi, tiền hỗ trợ cũng sắp gửi đến rồi. Tuy không phải là nhiều, nhưng vẫn là đại diện cho tấm lòng của bệnh viện. Cảm ơn bệnh viện đã quan tâm. Số tiền cứu trợ đó anh cứ gửi thẳng đến tài khoản của ông Chung là được. Cậu xem thử bệnh viện có thể giúp gì cho cậu không? Bệnh viện xem có thể cử một người giúp tôi chăm sóc ông Chung không? Hàng ngày tôi phải đi làm, quả thực hơi khó lo liệu đó. Chuyện này e là vẫn phải để cậu tự nghĩ cách thôi. Nhân lực ở bệnh viện vẫn không đủ. Nếu vẫn không được thì có thể thuê một giúp việc. Đúng, bây giờ đang là có giúp việc chăm lo. Vậy được, viện trưởng Lý, nếu không có gì tôi xin phép đi trước. Viện trưởng. Viện trưởng, đây là văn kiện mà anh kêu tôi soạn thảo, mời anh xem qua. Nhanh vậy à? Năng suất cao thật đó. Ngồi đi. Phải rồi, Tuấn Vật à, Chung Thanh dù sao cũng là hy sinh trong công việc bệnh viện của chúng ta, nên mấy công việc cô ấy dang dở, cậu tranh thủ thời gian giúp cho xong nha. Viện trưởng, chuyện này anh cứ yên tâm đi. Viện trưởng, tôi nghe Chung Thanh nói
Trước kia cô ấy đang khởi động một hạng mục y tế mới. Lúc đó cô ấy hứa cho tôi tham gia. Bây giờ cô ấy không còn nữa. Tôi muốn hỏi là tôi có thể giúp cô ấy tiếp tục tiến hành hạng mục đó hay không? Khoan, từ từ đi. Chuyện này để sau rồi hãy nói ha. Bệnh viện họp xong, thảo luận rồi quyết định xong mới bàn tới. Vậy tôi ra ngoài trước. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn không nói cho ba biết? Ba biết hết rồi. Hỏi thừa. Trong số y tá của bệnh viện con, có người trong thôn mình, cả thôn biết, ba không biết chắc. Ba hỏi con, nè, con và Trung Thanh rốt cuộc là như thế nào? Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao? Đúng là đã ly hôn, nhưng mà chưa làm thủ tục. Trời ơi, con chưa làm thủ tục. Pháp luật thì gọi là ly hôn cái gì đây hả? Nè, ba hỏi con tiếp, con và đối tượng hiện bây giờ là như thế nào vậy hả? Dạ, tụi con định kết hôn. À, con còn chưa ly hôn với bên kia. Đã định kết hôn với bên này rồi phải không? Con nghe ba nói đi. Nếu như con và Trung Thanh vẫn chưa ly hôn, thì Trung Thanh vẫn là con dâu của nhà chúng ta. Hơn nữa còn là con dâu tốt, vì nước mà hy sinh. Con bé là người giúp nhà chúng ta nở mày nở mặt. Phải cho con bé một linh vị dễ dàng. Đặt ngay trong nhà thờ tổ tông nhà mình. Bây giờ đầu óc của con cần phải tỉnh táo một chút ha. Vào lúc như vậy đó hả, con tuyệt đối không được kết hôn với đối tượng kia đâu, có biết chưa? Con tuyệt đối không được đi lại vết xe đổ của 5 năm trước. Nếu là như vậy, ba của con phải tìm một cái cây treo cổ mất, con có nghe chưa? Alo. Dạ dạ, con nghe đi, con biết mà. Vậy con phải làm sao đi? Tất nhiên là con phải tạm gác lại thôi. Con nói chuyện tử tế với người ta. Bảo cô ấy chờ tầm 1-2 năm gì đó. Chờ chuyện này qua đi rồi tính tiếp. Tóm lại con phải giải quyết tốt cả hai chuyện này cho ba. Còn nữa, bây giờ Trung Thanh đi rồi. Bây giờ ba vợ con và thằng bé đó, bất kể là từ pháp luật hay là đạo nghĩa, con cũng phải chăm sóc tốt cho hai người họ. Con nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi ba. Ba không nói thì con cũng sẽ chăm sóc tốt cho họ mà. Ba cứ yên tâm đi. Ồ, lãnh đạo thôn đến rồi, không nói với con nữa, con tự suy nghĩ đi nha. Ra đây. Được. Đến rồi hả? Đến rồi. Chú Hán Dân. Trưởng thôn đích thân đến đây à? Lên đây, lên nhà. Mời. Mời chị. Mời vào nhà ngồi. Chào chú. Cảm ơn. Thời gian sẽ không lâu lắm đâu. Lần này em đi công tác lâu nhất là 15 ngày, ngắn nhất là 10 ngày. Anh có thể ở nhà giúp em chăm nom mấy ngày này được không?
Em cảm thấy hình như kể từ khi em sinh con xong, anh đã xa cách em dần. Rất nhiều chuyện anh cũng không hề nói với em. Xảy ra sự cố y tế, chuyện lớn đến như vậy vẫn là Trương Kiến nói cho em biết. Mà bây giờ anh đang ở đâu? Anh sống trong ký túc xá. Thực ra anh không nhất thiết phải thuê nhà bên ngoài đâu, tốn tiền lắm. Nhà mình vẫn còn nhiều chỗ mà. Không cần đâu, căn anh thuê điều kiện rất tốt. Tự Lập à, em đã suy nghĩ lại. Bây giờ chúng mình sống riêng, có thể chưa cần làm thủ tục vội. Bây giờ anh rời khỏi đơn vị, chắc chắn là không giành được căn nhà này rồi. Cho nên em nghĩ, để em đăng ký mua căn xây góp vốn này, đợi khi nào nhận được nhà em chuyển cho anh. Sau đó chúng ta hãy làm thủ tục ly hôn. Như vậy anh còn có được một căn nhà. Nếu không tại lúc đó anh quá nông nổi, anh ra tay đánh người ta, sự việc đã không tệ hại tới mức này rồi. Đôi khi anh cũng cần phải kiểm điểm lại chính mình chứ. Chúng ta đừng tranh luận chuyện này nữa. Chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Là tự anh gây ra kết quả đó, anh sẽ gánh chịu. Không nói nữa. Nói chuyện ly hôn của chúng ta đi. Được. Thời gian thì em lúc nào cũng được. Tùy anh thôi. Nè. Cảm ơn. Than thở gì vậy? Thế đạo vô thường, tạo quá trêu ngươi thôi. Là sao chứ? Chung Thanh đó, vì muốn giúp Hoàng Tự Lập nhận được một căn nhà mà họ chưa làm thủ tục ly hôn. Kết quả Chung Thanh hy sinh, Hoàng Tự Lập chưa nhận được nhà, còn có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc người già trẻ nhỏ. Hoàng Tự Lập này đúng là số xui thật đó. Vậy Lưu Mạn Ngọc thì sao? Lưu Mạn Ngọc cũng rất đáng thương, thật đó. Là thế nào? Mặc dù Hoàng Tự Lập đã trải qua rất là nhiều bất hạnh, nhưng mà anh ta chưa ly hôn đã tới với người phụ nữ khác. Làm như vậy vốn dĩ đã có vấn đề rồi. Với lại anh ta còn giấu tất cả mọi người nữa. Cô thấy anh ta làm như vậy không đáng hận sao? Đáng hận. Lưu Mạn Ngọc kia thì khỏi phải nói, vốn dĩ một lòng một dạ muốn tìm một người kết hôn, nhưng ai ngờ cái người cô ấy tìm còn phải dẫn theo ba và con của vợ cũ chăm lo cho bọn họ. Lẽ nào Lưu Mạn Ngọc không đáng thương sao? Đáng thương. Nhưng mà bây giờ người rắc rối nhất vẫn là Hoàng Tự Lập. Bây giờ anh ấy phải làm sao đây? Chẳng phải cô nói Chung Thanh rất tin tưởng anh ấy sao? Nói anh ấy con người chính trực, nội tâm chất phác, còn có phẩm đức cao thượng nữa. Bây giờ chính là lúc nên thử thách anh ta rồi. Trước khi Chung Thanh từng gọi điện cho tôi, tôi cảm nhận được tình cảm giữa hai người họ rất sâu. Cô ấy còn nhờ tôi giúp chăm sóc Mục Mục nữa. Alo, cảnh sát Phương hả?
Vậy sao? Thật ra thường ngày Mục Mục cũng nghe lời lắm đó. Có thể tại gần đây tôi đi công tác hơi nhiều. Thêm nữa là sức khỏe của ông vẫn không được tốt lắm. Con trai mà, bây giờ đang trong giai đoạn ương bướng. Cô cũng biết, nó trước nay vẫn luôn thiếu thốn tình cha. Đúng, lúc tôi ở nhà thì còn đỡ. Nếu như tôi đi vắng, chắc chắn là nó sẽ có cảm giác bất an. Cho nên thật ra cũng rất khó cho tự lập. Cảnh sát Phương à, nếu như lần sau Mục Mục mà vẫn còn như vậy thì cô cứ nói thẳng với nó. Thật ra thằng bé nó cũng hiểu lý lẽ lắm. Đúng, từ nhỏ đã chỉ ưa mềm mỏng thôi. Thật ra cũng chỉ là cảm giác hơi ngại người lạ một chút thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi. Được. Vậy cô chịu khó chút nha. À, còn nữa, cảnh sát Phương à, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. À, tức là nếu lần sau Mục Mục còn nói với cô là rất nhớ mẹ hay gì đó, thì cô giúp tôi chuyển lời một tiếng. Cứ nói mẹ đang ở đầu kia trái đất, chăm sóc cho một số bạn nhỏ cũng bằng tuổi con nhưng đang bệnh. Đợi những bạn nhỏ đó đều khỏe mạnh trở lại, mẹ hứa sẽ trở về ngay. Làm phiền cô nha. Được, được, tạm biệt. Trung Thanh thật khiến người ta khâm phục. Thực ra người mà tôi lo nhất không phải là Hoàng Tự Lập. Người tôi lo nhất là ông cụ và thằng bé. Đặc biệt là thằng bé đó, nó còn nhỏ như vậy, sao có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất mẹ chứ? Mỗi lần nhắc đến đây tôi cũng đều rất bức bối. Cho nên tôi vẫn hy vọng Hoàng Tự Lập đừng rời khỏi họ. Anh ấy không rời khỏi, chí ít thằng bé còn có một gia đình. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng mà chúng ta là người ngoài, rất nhiều chuyện không thể kiểm soát được. Phương Ngôn, tôi nghĩ là cô đừng có vì cái tâm lý mang nợ Hoàng Tự Lập, hay là vì những lời nói của Trung Thanh mà trở thành gánh nặng. Sau đó thì ra sức ôm hết chuyện nhà của họ về mình. Chẳng lẽ cô ôm nổi sao? Ê, tôi cảm thấy chuyện này thật ra cứ xem Lưu Mạn Ngọc thôi. Nếu cô ấy chịu đón nhận một già một nhỏ này thì chẳng phải dẹn cả đôi đường dẹn sao? Dẹn cả đôi đường gì chứ, cô nghĩ kiểu gì vậy? Lưu Mạn Ngọc đó không bắt cóc Hoàng Tự Lập đi là tốt rồi. Được, cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn mọi người đến thăm. Cảm ơn, dạ. Đi thông thả. À, đi thông thả nha. Khi đọc à, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Đi thông thả. Được rồi, người ta đi xa lắm rồi. Bà lên trước đi, tôi gọi điện thoại một chút. Ba của Hoàng Tự Lập hả? Alo. Alo, cảnh sát Phương hả? À, tôi đây là ba của Hoàng Tự Lập, cô có còn nhớ không vậy? À, dạ, chào chú Hoàng. Dĩ nhiên là con nhớ rồi. Chú gọi con có việc gì không? Là chuyện như vậy. Hai hôm nay có một bản tin về một bác sĩ đi viện trợ nhân dân châu Phi không may bất hạnh hy sinh, cô có biết không? Dạ chú, con biết.
Chú đang nói Chung Thanh phải không? Chuyện giữa cô ấy và con của chú con cũng nắm rất rõ. Là như vậy, tôi cũng thấy hơi ái ngại với cô lắm. Cô xem thằng nhóc Hoàng Tự Lập này. Nó... Chú à, chẳng có gì phải ngại đâu. Con cũng biết rất rõ về tình hình của Hoàng Tự Lập. Anh ấy có nỗi khổ của mình. Trời ơi, cô cảnh sát Phương, cô nói được như vậy làm tôi cảm động quá. Vậy thì tôi có thể mạnh dạn mở lời rồi. Cô xem như vậy đi được không? Thằng Tự Lập này, nó đã mắc sai lầm, nó tự chuốc hậu quả. Cũng đã trải qua một phen trắc trở rồi. Sau này chúng tôi nhất định sẽ phê bình nó. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nhờ cô một chuyện này. Chuyện gì vậy? Chú nói đi. Chính là tôi muốn cô giúp nó, giúp nó vượt qua khó khăn. Dạ được. Vậy con sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn. Không có gì đâu. Đó là việc con nên làm mà. Dạ. Dạ được, chào chú. Sao vậy? Tìm cô có chuyện gì sao? Chú ấy bảo tôi có rảnh thì chịu khó giúp Hoàng Tự Lập để anh ta đừng mắc lỗi. Ba của Hoàng Tự Lập tìm đúng người rồi. Cô đồng ý rồi hả? Tôi cảm thấy tôi bất kể là xuất phát từ phương diện nào cũng nên giúp anh ta. Phải đó. Cô ngẫm lại những lời tôi nói đi. Mấu chốt của vấn đề này nằm ở Lưu Mạn Ngọc. Nếu cô ấy có thể nhận lời chăm sóc cụ già và đứa nhỏ này thì ai nấy đều vui mừng rồi. Nếu chuyện này mà thành công thì đúng là một kỳ tích. Mãi mới có được một ngày nghỉ. Chỉ định nằm ườn trên ghế sofa như vậy thôi. Chẳng muốn nhúc nhích chút xíu nào. Nè, hôm qua bác gái gọi điện thoại cho anh, kêu anh dành thời gian đi thăm anh của anh. Hôm nay chúng ta đi tới đó đi. Bảo anh đi chứ có phải là em đâu. Em không đi đâu. Nè, Lưu Mạn Ngọc lại gọi tới rồi. Anh có nghe không? Anh nghe đi. Tính của chị ấy hả? Anh không nghe thì còn có thể làm gì? Chắc chắn chị ấy tìm anh của anh đó. Hỏi gì cũng không biết là được. Chị dâu Từ Cường hả? Hai hôm nay cậu có gặp anh cậu không vậy? Sao tới giờ tôi vẫn không liên lạc được cho anh ấy? Em không biết nữa. Không ở chỗ cậu sao? Không có ở chỗ của em đâu. Em còn muốn hỏi chị đây nè. Vậy cậu có biết anh ấy đi đâu rồi không? Em cũng không biết nữa. Anh ấy không có ở chỗ cậu thật sao? Em không biết. Không có ở chỗ của em. Chị dâu à, anh ấy cũng không có liên lạc với em. Tự Cường à, sao tôi cảm giác giống như cậu đang lừa tôi vậy? Chị dâu à, làm gì có chuyện đó, sao em có thể lừa chị được chứ? Vậy lúc này cậu đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng đó chị dâu. Không được rồi chị dâu, xin lỗi nha. Bây giờ em đang bận quá, cả đống việc luôn đó. Em không nói chuyện với chị được nữa. Nếu như chị có tin gì của anh ấy thì chị cũng nói cho em biết một tiếng nha. Được không chị? Anh của em đúng thiệt tình mà. Vậy nha chị, em phải đi làm việc đây. Tạm biệt chị. Tình hình là như vậy. Đợt này con muốn tập trung tâm trí vào gia đình Chung Thanh. Là người nhà của Chung Thanh. Cô Phương ơi, con kể với cô một chuyện lạ. Chuyện gì vậy Mục Mục? Con của cô ấy, cô giáo ở nhà trẻ đều gọi mẹ của con là đại anh hùng ưu tú đó. Đó là chuyện tốt mà. Nhưng họ đều tỏ ra rất buồn. Còn nói hy vọng con hãy mạnh mẽ như một nam tử Hán nữa. Con cảm giác lạ lắm. Mục Mục à, chuyện đó chẳng có gì đáng lạ đâu. Vì mẹ con thật sự rất ưu tú cho nên họ mới khen mẹ con như vậy. Thật sao? Đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ con nhớ mẹ quá. Cô Phương, cô có biết khi nào mẹ con mới về không vậy? Chuyện này cô cũng không biết. Mục Mục à, bây giờ con có ở nhà không? Cô qua thăm con có được không? Dạ được. Tạm biệt cô Phương. Sở trưởng à, con đi một lát nha. Cô đi đi, nhất định phải an ủi thằng bé.
cảnh sát Phương, tôi đang định tìm cô đây. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? À, cô có thể cho tôi biết nhà Trung Thanh nằm ở đâu có được không? Hả? À, cô hỏi chuyện đó để làm gì? Là như vậy nè, à, chuyện nhà cô ấy tôi cũng biết hết rồi. Tôi thật sự cảm thấy rất bất hạnh. Đúng lúc hai hôm nay Hoàng Tự Lập cũng đang tới đó giúp đỡ. Tôi sợ mình quấy rầy anh ấy, nhưng cũng sợ anh ấy quá vất vả, nên tôi muốn tới thử xem tôi có thể giúp đỡ được gì hay không đó mà. Lưu Mạn Ngọc à, xin lỗi nha, chuyện này tôi không thể cho cô biết được. Cảnh sát Phương à, hay là trước tôi... Trước tiên, cô quan tâm anh ấy là chuyện tốt, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này thì nên được anh ấy đồng ý trước đã. Tôi không thể nào tự ý quyết định được đâu, đúng không? Đúng, cô nói cũng rất có lý, nhưng tôi không yên tâm về anh ấy. Thật ra cô cũng không cần quá lo lắng, chắc là anh ấy sẽ không sao đâu. Cô về nhà chờ đi, chắc là anh ấy sẽ nhắn tin cho cô. Ừ, được, vậy tôi trở về nhà trước. À phải rồi, mẹ tôi có nấu sườn cho anh ấy rất thích ăn món này, có thể giúp tôi gửi anh ấy không? Được, cứ giao cho tôi đi. À, cô được. Đi về nhà đi. Được, cảm ơn nha. Gọi cho ai đó con? Con gọi cho cô Phương đó. Con gọi cho cổ làm cái gì? Người ta đang bận rộn mà. Không bận, cô ấy sắp tới rồi. Cái thằng nhỏ này thiệt tình. Alo. Cô tới thật đó sao? Tôi không muốn đến đâu, nhưng anh có cách nào giải quyết vụ của Mục Mục không? Tất nhiên rồi. Được, tôi hỏi anh. Mục Mục hỏi tôi mẹ nó đâu rồi, anh trả lời thế nào? Tôi nói thật cho anh biết, hôm qua ba của anh đã gọi cho tôi, bảo tôi giúp chú ấy để ý anh, để anh đừng làm gì vượt giới hạn, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà anh. Với lại trước đây lúc nói chuyện điện thoại với Trung Thanh, cô ấy nhờ tôi trong lúc cô ấy đi vắng chăm sóc cho Mục Mục. Được, vậy cảnh sát Phương cứ quyết định đi ha. À được thôi, vậy à, buổi họp lần tới chúng ta thảo luận mấy chuyện này được không? Được rồi, vậy thì quyết định vậy đi ha. À, được rồi được rồi. À được được được. À, thầy Trung đang làm gì vậy? Đừng có đùa, đây là bệnh viện không phải ở nhà đâu. Hay, sao lần nào ba cũng đoán ra hết à? Người khác cũng không dám bịt mắt ba. Nhưng mẹ con dám đó. Ê, mẹ con lắm ưu điểm như vậy sao con không học? Con chẳng thèm học đâu. Trước khi vốn dĩ mẹ có thể đi du học, nhưng chỉ vì ba mà mẹ không đi được. Con thì khác nha, con nhất định phải ra nước ngoài du học. Để con kể ba nghe chuyện này. Học bổng toàn phần của con đã được duyệt rồi đó ba. Con sắp được ra nước ngoài học thạc sĩ rồi đó. Thật sao? Thật mà. Ba nhìn ánh mắt con đi, chân thành biết mấy. Tốt quá rồi, vậy mới là con gái của Trung gia chứ. Nhưng con vẫn phải cảm ơn ông Trung đã đào tạo và dạy dỗ những năm qua. À, nếu như bây giờ mà con đi, liệu ba có nhớ con thiệt là nhiều không? Cái kiểu âm thầm gạt nước mắt giữa đêm khuya. Có, nhưng mà con vẫn phải đi. Nhớ nha, sau khi học xong về nước cống hiến. Ừ, đó là điều chắc chắn rồi. Vậy nếu con không về nữa thì sao? Không thể nào. Tại sao không? Con không nỡ rời xa ba đâu. Ah, 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 ah.
Tư Lập. Dạ. Tư Lập. Tư Lập à. Dạ ba. Ba mới nằm mơ. Nói Chung Thanh không trở về nữa, chuyện này có thật không? À, tạm thời cô ấy chưa về được. Bây giờ nó đang ở đâu? À, đi cứu viện ở châu Phi. Vậy còn nói với nó, nhu cầu của bệnh nhân là trên hết, kêu nó ở đó cứu viện nạn nhân châu Phi hả? Còn nói mọi chuyện ở nhà đều rất ổn, có con ở nhà rồi, nó đừng lo lắng gì hết hả? Dạ, lát nữa con sẽ nói cổ. À, ba nghỉ thêm một lát đi. À, nghỉ thêm một lát. Dạ. Đừng lo lắng.